bao lần sắp có nhiều người chết. Mong cô cứu khổ cứu nạn, chỉ giúp điềm báo đó là gì thưa cô? Không ổn, điềm gở lắm. Nam nhân Lưu Trung Hòa, tính tình khẳng khái, không quy lụy ai. Có điều đường tự tức chưa thông. Dạ, con lại cô. Dạ thưa cô, dạo gần đây con gặp toàn giấc mơ quỷ quái. Con nằm mơ thấy bà nội hiện về, bảo là làng sắp gặp đại họa. Tối hôm qua con nằm mơ gặp con rắn, nó còn trườn qua chân của con. Bao lần sắp có nhiều người chết, mong cô cứu khổ cứu nạn, chỉ giúp điềm báo đó là gì thưa cô? Không ổn, điềm gở lắm. Tôi chỉ sợ. Sợ gì thưa cô? Tai họa này của làng cậu ấy, nếu muốn hóa giải phải cử hành một đại lễ. Nó không phải là một lễ giải hạn thông thường đâu. Dạ, cử hành như thế nào cô chỉ giúp ạ. Phải đến tận nơi để lễ, nhưng mà tiền sắm sửa biện lễ cũng phải tốn đến bạc trăm đấy cậu ạ. Cậu cứ về suy tính, chỉ có cách đó mới cứu được làng của cậu thôi.